Cho anh hỏi cái chương trình mà khuyến mãi 18k gì của KFC á. Đây mọi người, đây có chương trình khuyến mãi này nè. Đó. Cảm ơn em. Hello. Thưởng cho con KFC. Ăn rồi đi học thêm. Ủa nói gì ta? Nói gì đi học về nói gì? Dạ. Đi trước Bùi Chí Quân thì Danh cũng muốn dành tặng Bùi Chí Quân hôm nay một món ăn KFC. Đọc được cái thông tin đang khuyến mãi vào buổi chiều thứ 3 và thứ 5 á. Bây giờ mình sẽ tìm một cửa hàng KFC nào gần nhất ha. Thứ năm không là mình mua từ 2 phần trở lên hả? Rồi cái chanh này đây mọi người, đây có chương trình khuyến mãi này nè. Đó, KFC sẽ áp dụng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 năm 2020. Em ơi. Bùi Chí Quân và có một phần thức ăn nhanh cho con trai mình sẽ rất là vui đây, vì hôm nay thì
học thêm vào lúc 5:20 trước qua chỗ làm của mẹ Thảo, xong là ăn nhẹ một cái rồi đi học, hợp lý. Còn nóng hổi luôn nha mọi người. À, trường mở cửa rồi, tiến vào thôi. Để coi cảm nhận của con Danh khi mà thấy KFC thì sẽ như thế nào. Cũng lâu rồi Chí Quân mới ăn KFC. Đông quá chừng luôn mọi người ơi. Lớp của Chí Quân học là lớp 24. Đây, cô bảo mẫu. Chí Quân đâu rồi ta? À, Chí Quân kìa. Thưởng cho con KFC, ăn rồi đi học thêm. Ủa nói gì ta? Nói về đi học về nói gì? Dạ ơi, ủa khẩu trang con đâu? Đưa cặp đây. Khẩu trang con đâu? Ba dặn sao phải đeo vô chứ? Để đâu? Trời ơi. Bùi Chí Quân vào chưa? Ai cho đây? Dạ, cô nói là mua có ký thì á được khối 5.000. Rồi cuối cùng là cái khẩu trang để ngăn nào? Đeo vào cho ba. Đâu có, để đâu? Ba mua được đó rồi. Thì ba mới mua. Ba đang quay clip Bùi Chí Quân luôn á. Ta-d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 a-
Đâu mở hộp gà ra coi. Nãy đứng mua không có gà tương rồi bác. À có tương rồi, ba cứ tưởng quên. Đâu mẹ Thảo cầm lên coi. Đây. Đây 10. À. Giá cả hợp lý. 18k. KFC áp dụng thứ 3 thứ 5 hàng tuần. Rồi. Chúc mọi người vui vẻ và nhớ bấm like, subscribe kênh YouTube của Danh nha. Bye bye Chí Quân.